Ai về thăm đất Bắc Giang, cây đa bến nước đỉnh làng Uy Linh, câu ca quan họ đượm tình, liền anh liền chị tươi xinh đón mời. Ngọc Anh đến từ vùng đất Vải Thiệu, quê hương của người anh hùng Đề Thám, Hoàng Hoa Thám, nơi được thiên nhiên ưu ái cho rất nhiều địa điểm đẹp với núi non sông hồ hùng vĩ như hồ Cấm Sơn, cao nguyên Đồng Cao, chùa Vĩnh Nghiêm, chùa Bồ Đà, suối Mỡ và còn rất nhiều địa điểm đẹp nữa. Bắc Giang, nơi con người bình dị và những danh lam thắng cảnh đi cùng năm tháng. Được thiên nhiên ưu ái, Bắc Giang có vị trí địa lý thuận lợi về giao thông, vận tải, quân sự, kinh tế, là tuyến đường giao thoa của các cửa khẩu như Tân Thanh, các cảng Hải Phòng, Quảng Ninh. Với những con người yêu nước, tinh thần dân tộc trong lịch sử hàng ngàn đời, quân, dân đã mang cho Bắc Giang rất nhiều chiến thắng như khởi nghĩa Yên Thế của người anh hùng áo vàng Hoàng Hoa Thám lãnh đạo suốt 30 năm, cũng như các cuộc khởi nghĩa thì chiến thắng Sông Giang cũng là một trong những trận đánh lật đổ ách thống trị của nhà Minh. Phải nói rằng, con người Bắc Giang cũng như toàn thể người dân đều một lòng yêu nước, luôn ghi nhớ những thứ mà ông cha ta để lại và vẫn lưu truyền đến hàng đời nay. Cũng như những chiến công, những trận đánh lịch sử ở Bắc Giang thì việc tín tâm của con người cũng vậy. Ở Bắc Giang có con đường dẫn lên Tây Yên Tử, vùng đất linh thiêng mang vẻ đẹp hùng vĩ. Tây Yên Tử hay còn gọi là chùa Hạ, tọa lạc tại xã Tuấn Mậu, huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang. Nơi đây thuộc các di tích lịch sử, văn hóa cũng như các danh lam thắng cảnh nổi tiếng. Bên cạnh vẻ đẹp thiên nhiên bên ngoài, khi đến với Tây Yên Tử, chúng ta còn được tham quan chùa Đồng, chùa Thượng và bức tường thành độc nhất Việt Nam. Bên cạnh vẻ đẹp linh thiêng của Tây Yên Tử, khi đến với Bắc Giang, chúng ta không thể không nhắc tới danh lam tự cổ chùa Vĩnh Nghiêm. Chùa Vĩnh Nghiêm hay còn gọi là chùa Đức La là một ngôi chùa cổ tại làng Đức La, xã Chí Yên, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang. Chùa là trung tâm Phật giáo, nơi đào tạo tăng đồ cho cả nước. Năm 2015, chùa được công nhận là di tích quốc gia đặc biệt. Với tâm linh của con người Bắc Giang, chúng ta có thể kể thêm như chùa Bồ Đà ở Việt Yên, Thiền viện Trúc Lâm Phượng Hoàng ở Yên Dũng, chùa Phúc Quang, Tây Lục Lạng Giang. Với việc phát triển về tâm linh, giúp tinh thần ổn định và thanh tịnh hơn, thì những địa điểm tham quan, nghỉ dưỡng cũng có sự phát triển riêng như Hồ Cấm Sơn, một địa điểm du lịch, tham quan, nghỉ dưỡng với nhiều loại hình du lịch như treo thuyền, cắm trại, câu cá, dành cho những ai ưa mạo hiểm và thích khám phá rừng núi đồi. Dành cho những ai thích đi phượt hoặc cắm trại trải nghiệm qua đêm, thì cao nguyên Đồng Cao sẽ là địa điểm thích hợp. Không chỉ Bắc Ninh mà Bắc Giang cũng gắn liền với câu ca quan họ, liền anh, liền chị, thấm đẫm tình quê. Và năm 2009, câu ca quan họ được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể. Tại nơi Ngọc Ánh hiện đang sinh sống có những câu thơ sau. Ai qua tiên lục quê tôi mà thăm cây dã ngàn đời vẫn xanh, xuân sang cây vẫn vươn cảnh, thu về cây vẫn biết xanh cạnh đỉnh. Bao năm chọn nghĩa vẹn tình, chiến tranh bom đạn thân hình còn nguyên. Bao đời cây vẫn lưu truyền, oai phong đứng giữa đất tiên quê mình. Đó là vài dòng thơ nói lên quê hương của Ngọc Ánh, nơi có cây dã hương đại thụ nghìn năm tuổi. Quê hương Tiên Lục luôn tự hào là mảnh đất có cây dã hương đại thụ nghìn năm tuổi, linh thiêng, tọa lạc và được sắc phong là quốc chúa Đô Mộc Dã Đại Vương. Sự linh thiêng còn thể hiện ở chỗ mỗi khi có cảnh gãy đều báo hiệu và gắn liền với một sự kiện lớn của đất nước. Đến đây, du khách không chỉ được chiêm ngưỡng cây dã hương đại thụ nghìn năm tuổi, quý hiếm và lớn nhất thế giới, mà còn được thả hồn vào không gian kiến trúc nghệ thuật độc đáo như chùa Phúc Quang, đình Viễn Sơn, đình Thuận Hòa và là điểm du lịch tâm linh khá hấp dẫn cho du khách gần xa. Kính thưa quý vị, con người Bắc Giang đã và đang phát triển để trở thành một Bắc Giang lớn mạnh, văn minh nhưng vẫn giữ những truyền thống của hàng đời nay. Ngọc Ánh ở đây hôm nay để gửi tới mọi người một cái nhìn tổng thể về một Bắc Giang nhưng luôn giữ bản sắc dân tộc. Ngọc Ánh xin cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người!